các em thân mến trong chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay chị thu loan sẽ kể cho các em nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ và chó sói với rất nhiều bài học bổ ích và lý thú đang chờ các em khám phá nào mời các em cùng nghe <laughs> ngày xưa ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ ven rừng có một cô bé xinh xắn dễ thương cô bé luôn đem lại niềm vui cho mọi người nên được cả làng yêu quý nhưng bà là người yêu cô bé nhất có thứ gì đẹp có món nào ngon bà đều dành cho cháu gái bà còn cạm cụi may cho cô bé một chiếc khăn choàng có cả mũ màu đỏ rất đẹp cô bé thích chiếc khăn lắm đi đâu cô cũng quàng mọi người ngắm nhìn cô bé với cái khăn vấp với tung tăng chạy nhảy đều mỉm cười ôi cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu quá từ đó cô bé quảng khăn đỏ đã trở thành tên gọi thân thương của cô một hôm mẹ bảo cô bé quảng khăn đỏ con gái yêu ơi bà đang bị mệt mẹ đã chuẩn bị quà con mang đến biếu bà nhé được gặp con bà sẽ mừng lắm đấy trên đường đi con nhớ phải cẩn thận cô bé ngoan ngoãn vâng lời mẹ, sách làn đi ngay. Nhà bà ở trong rừng, từ làng đến nhà bà là một quãng đường khá xa. Cô bé quảng khăn đỏ vừa hát vừa nhảy tung tăng trên con đường vắng. Nhưng cô bé chưa đi được bao xa thì gặp lão sói già. Khăn đỏ chưa bao giờ gặp sói, cũng không biết sói già là con vật độc ác và rất nguy hiểm, nên cô bé chẳng hề sợ hãi lão sói già nhìn thấy khăn đỏ đã liếm mồi ngẫm nghĩ giá được chén con nhóc nhỏ thơm ngon này thì tuyệt biết bao rồi lão già giọng ngọt ngào đon đả chào cháu gái xinh đẹp sáng nay trời đẹp quá cháu đi đâu đấy cháu đi thăm bà cháu ạ à? cô bé lễ phép trả lời bà cháu ở đâu nhỉ lão sói già xảo quyệt hỏi Bà cháu ở trong căn nhà nhỏ ngay giữa rừng đấy ạ. À? Cô bé đáp. Ồ, thế thì bác cũng định đi thăm bà cháu đây. Ta cùng đi cho vui. Lão sói nuốt nước bọt, lẽo đẽo đi theo khăn đỏ. Đến một chỗ vắng, lão vừa trồm lên định vụ cô bé. Bỗng nghe tiếng thét. Cút ngay, con sói gian ác kia. Thì ra, có một bác tiều phu phát hiện ra ý định xấu xa của sói, nên đã vung dìu đuổi theo sói sợ quá cắm đầu bỏ chạy cô bé quảng khăn đỏ chẳng hay biết gì cứ nhờn nhơ đi trên con đường rừng đầy hoa thơm bướm lượn sói già bỏ chạy được một đoạn không thấy bác tiểu phu đuổi theo nữa nó liền vòng lại lén lút bám theo cô bé sói thấy cô bé cắm cúi hái hoa xung quanh vẳng lặng không một bóng người nó mừng lắm chắc mầm phen này sẽ được nút gọn con mùi sói cẩn thận ngó trước trông sau rồi nhào đến chỗ khăn đỏ. Nhưng tập, chân sói đã bị kẹp trong một cái bẫy. Sói già vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Lão ngồi bệt xuống lề đường, vò đầu bứt tai, nghĩ cách ăn thịt cô bé. Một lúc sau, mắt sói sáng lên, miệng gầm gừ. Ta đã có cách, ta đi đường tắt, sẽ tới nhà bà già trước con bé kia ta sẽ chén thịt cả bà lẫn cháu. Đường tắt rất ngắn, nên dù tập tĩnh, chẳng mấy chốc, lão sói đã tới được nhà bà cụ. Lão ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy bà cụ nhỏ nhắn tròn trĩnh, đắp chăn ấm nằm trên giường. Sói ta gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Ai đấy? Giọng bà cụ khe khẽ, thều thào hỏi vọng ra. Lão sói bắt trước giọng cô bé quàng khăn đỏ, đáp cháu đây, cháu mang bánh và một luyện bơ ngon mẹ cháu làm đến biếu bà đây ạ. À. bà đang mệt lắm, không dậy được, cửa không khóa đâu, cháu vào đi. sói chỉ đợi có thế, lão đầy một cái, hai cánh mở cửa toang. đang rất đói nên chỉ trong nháy mắt, sói già đã nuốt gọn bà cụ vào trong bụng. ăn thịt bà cụ xong, sói mặc quần áo của bà, đội mũ của bà, rồi leo lên giường nằm, kéo chăn đắp kín. Một lát sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nơi. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Ai đó? Lão sói cố hỏi bằng cái giọng lý nhí và run dậy. Cô bé thấy giọng bà khàn hơn mọi ngày. Chắc là bà bị viêm họng. Cô bé gọi to. Bà ơi, cháu đây. Cháu đến thăm bà đây. Sao hôm nay tiếng bà lạ thế? À, bà đang bị ốm mà. Cửa mở đấy, cháu vào đi, cháu yêu lão sói cố dịu giọng trả lời cô bé đẩy cửa bước vào bà ơi cháu thương bà lắm mẹ cháu làm bao nhiêu là bánh ngon để biếu bà đây ạ à? lão sói làm ra vẻ cảm động nói bà cảm ơn cháu cháu thật tốt bụng đến đây với bà nào cháu yêu của bà bà đợi cháu một lát ạ à? khăn đỏ nói rồi nhanh nhẹn cắm hoa bày đồ ăn ra bàn xong xuôi đâu đấy cô bé mới dịu dàng gọi cháu mời bà dậy ăn cho cháu khỏe bà mệt lắm cháu lại đây đỡ bà dậy nào lão sói gian rảo giả vờ rên rỉ cô bé khẽ khàng đến bên giường và ngạc nhiên hỏi bà ơi sao tai bà to thế tai bà to để nghe cháu nói được rõ hơn sói hốt hoảng khống chế bà ơi sao mắt bà to thế mắt bà to để nhìn cháu được rõ hơn rồi Sói định kéo chân che mặt. Cô bé nhìn thấy tay lão lại hỏi. Bà ơi, sao tay bà to thế? Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn. Lão sói già trả lời và để lộ hàm răng vừa dài vừa nhọn, khiến khăn đỏ giật mình. Bà ơi, sao hôm nay răng bà to thế? Răng bà to để nhai thịt mày cho sướng. Dứt lời, lão sói độc ác trôm ra khỏi giường, ngoác mồm ra nuốt chừng cô bé quảng khăn đỏ lão sói no cãnh bụng, ngáp một cái rõ to rồi treo lên giường và ngay lập tức ngáy như sấm. Lúc ấy, bác thợ săn đi qua, nghe thấy tiếng ngáy lạ lùng, liền dừng lại nghe ngóng. Không biết có chuyện gì xảy ra trong nhà bà cụ vậy nhỉ? Bác thợ săn nghĩ và mở cửa bước vào nhà. Thì ra mày ở đây, con sói xa độc ác. Bác thợ săn thốt lên. Bác tìm khắp nhà, nhưng không thấy bà cụ đâu, trong khi lão sói với cái bụng to phình dị thường vẫn ngủ say như chết, bác thợ săn chợt hiểu được điều gì vừa xảy ra, bác vội lấy kéo rạch một đường suốt từ ngực đến tận đuôi lão sói. Sói ta vẫn ngủ say đến nỗi chẳng hay biết gì. Ngay lập tức, cô bé Quàng khăn đỏ cùng bà bước ra khỏi bụng sói và kêu lên: "Cảm ơn bác thợ săn tốt bụng." Trong bụng sói vừa nóng vừa tối, suýt nữa thì hai bà cháu bị ngộp thở bác đến muộn chút nữa thì hai bà cháu chết mất bác thợ săn mừng rỡ thấy hai bà cháu còn sống bác bảo khăn đỏ cháu giúp bác trừng trị con sói độc ác này để nó không còn đe dọa được ai nữa hai bác cháu khuân đá nhét đầy bụng sói rồi khâu lại mãi đến chiều lão sói mới thức giấc lão cố đứng lên mà không đứng nổi lão thấy mệt mỏi đau bụng và khát nước mồ hôi vã ra như tắm sói cố lết ra giếng, nhưng khi lão cúi xuống định múc nước thì bị đá dồn lên khiến sói lộn nhào xuống giếng. Lão cố vùng vẫy nhưng vô ích, đá nặng đã kéo sói chìm nghỉm. Bà cụ, bác thợ săn và cô bé quàng khăn đỏ từ chỗ nấp ùa ra sân thở phào nhẹ nhõm. Từ nay họ không còn sợ con sói già độc ác nữa. Bà như khỏe hẳn ra, cùng cháu gái sửa soạn một bức tịa nhỏ ăn mừng chiến thắng bà còn hái sâu tây bỏ đầy vào túi, vào làn của bác thợ săn và khăn đỏ. Khi cô bé ra về, bà dặn đi dặn lại. Cháu nhớ đi đường cẩn thận, đừng vơ vẩn, lang thang, hái hoa bắt bướm nữa nhé. Về mau, kẻo mẹ cháu mong. Cô bé quảng khăn đỏ ôm hôn tạm biệt bà và nhớ lời bà dặn. Cô đi thẳng về nhà. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.